Như đã đưa thông tin, khoảng 18 giờ ngày 3 tháng 7, các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Vũ Thành Quang tại địa bàn tỉnh Nam Định khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh. Hai ngày sau, đối tượng Nguyễn Xuân Đạt cũng đã đến phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đầu thú. Đây là hai trong số ba đối tượng chính trong vụ nổ súng khiến một cô gái trẻ tử vong xảy ra vào dạng sáng ngày 3 tháng 7 tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Cơ quan điều tra xác định kẻ trực tiếp gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này hiện đang bỏ trốn là Đinh Xuân Sáng, sinh năm 1984, trú tại Thanh Nguyên, Thanh Liêm, Hà Nam. Theo tìm hiểu, Nguyễn Xuân Đạt và Vũ Thành Quang đều có nhân thân phức tạp và thường sống lang thang, như Vũ Thành Quang sinh năm 1994, tên này từng có hộ khẩu thường trú tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, nhưng ngôi nhà đã đăng ký thường trú đang do một người họ hàng trông coi. Quang có hai tiền án đều về tội danh liên quan đến ma túy, nhưng thường xuyên vắng nhà. Quãng thời gian từng ở địa phương, tên này không có biểu hiện phức tạp và cũng không tỏ vẻ là tay anh chị xã hội. Một cán bộ cơ sở phường Minh Khai nhớ lại. Tương tự Nguyễn Xuân Đạt, sinh năm 1991, có hộ khẩu thường trú ở phường Cờ Đông, quận Hoàn Kiếm. Tên này có hai tiền án, một về tội danh liên quan đến ma túy, một về tội cố ý gây thương tích. Đối tượng Đạt lâu nay cũng lấy trời làm màn, đất làm chiếu và chủ yếu sinh sống làm ăn ở các tỉnh phía Nam. Có thông tin cho biết, trước hôm xảy ra vụ nổ súng, Đạt vừa về Hà Nội và được đám bạn xã hội rủ đi chơi. Nhắc lại diễn biến vụ án, sáng ngày 3 tháng 7, Công an thành phố nhận được tin báo một người phụ nữ bị bắn tại địa bàn quận Long Biên. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện Việt Đức cấp cứu, nhưng đã tử vong. Qua xác minh, danh tính nạn nhân là TQH, sinh năm 2002, hộ khẩu thường trú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Xác định tính chất nghiêm trọng của sự việc, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự, phối hợp Công an quận Long Biên và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra truy bắt đối tượng gây án. Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, bước đầu xác định khoảng 19 giờ 30 phút ngày 2 tháng 7, chị Hát cùng một số bạn dự sinh nhật tại phương Bưởi, quận Tây Hồ. Đến khoảng 1 giờ ngày 3 tháng 7, cả nhóm di chuyển về nhà một người bạn tại tổ 3 phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Sau đó, nhóm Vũ Thành Quang, Đinh Xuân Sáng cũng đến đây chơi khi nhóm của quang sáng ra về trước một người trong nhóm của chị hát đã có lời nói gây mâu thuẫn với nhóm của sáng về đến nhà sáng sáng và quang nói chuyện với nhau về sự việc trên và tỏ thái độ bức xúc rồi gọi cho nguyễn xuân đạt dù đi đánh nhau với nhóm của chị hát cả ba lên xe ô tô mang theo súng là kiểu súng bắn đạn bi quay lại quận long biên khi gặp nhóm chị Hát, Sáng bảo dừng lại nói chuyện nhưng nhóm chị Hát bỏ chạy. Sáng điều khiển xe ô tô đuổi theo đến ngõ 264 đường Ngọc Thụy thì gặp xe máy chở chị Hát. Sáng chữa chúng bắn về phía nhóm của chị Hát. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn. Sáng ngày 5 tháng 7, tại nhà của nạn nhân Hát, khung cảnh tang thương buồn thảm rất nhiều người thân của Hát đang cùng nhau chờ đợi kết luận từ cơ quan điều tra, chờ việc khám nghiệm tử thi của Hát được hoàn tất để đón em trở về. Sau hai ngày nghe tin con gái gặp nạn, cơ thể bà Nguyễn Thị Quế là mẹ của Hát gần như không còn chút sức sống nào cả. Đôi mắt đỏ hoe, bà Quế nói trong tiếng nấc. Con gái của mẹ ơi, con nói mẹ phải sống lâu tới 100 tuổi để cho con dựa vào. Vậy mà sao con nỡ bỏ mẹ đi xa như vậy? Mẹ sống nhưng không còn con gái của mẹ nữa, mẹ sống làm sao đây? Cố ngăn lại tiếng nấc trong cổ họng, bà Quế kể lại, chiều ngày 2 tháng 7, con gái bà xin đi dự sinh nhật bạn cùng với người yêu, bà đã đồng ý, đến tối muộn chưa thấy hát về nên bà gọi điện cho con gái thì hát xin về muộn. Bà Quế tắt máy đi ngủ, đến khoảng 5 giờ sáng hôm sau thì nhận được tin dữ. Anh Trần Quốc Việt là anh trai của Hát cũng đang cố kìm nén nỗi đau để thay mẹ tiếp đón người thân đến chia buồn, nhưng bản thân anh vẫn chưa thể tin được chuyện xảy ra với em gái mình. Anh Việt kể lại, sáng sớm hôm đó nhận được cuộc gọi từ người yêu của em gái, thông báo em đang cấp cứu ở bệnh viện Việt Đức, tôi không nghĩ được gì liền lao đến bệnh viện, nhưng khi tới nơi, các bác sĩ thông báo 99% là không qua khỏi, yêu cầu gọi tất cả người nhà đến lúc này mình tôi ngã quỵ không nghĩ được gì hết cũng không biết phải gọi điện thông báo cho mẹ như thế nào thực sự em hát mất quá oan ức một đứa em quá ngoan ngoãn mình lớn từng này mà em vẫn phải quan tâm từng tí một mình lại cảnh gà trống nuôi con nên gần như con trai mình cũng một tay em chăm sóc Ngồi gần đó là bà Hồng, là bác ruột của Hát chia sẻ. Hát là đứa cháu gái ngoan, biết nghe lời, hiểu chuyện và thương mẹ lắm. Nó còn nhỏ tuổi nhưng gần như là trụ cột của cả gia đình, cả về kinh tế và tinh thần. Mẹ nó thì sức khỏe yếu lắm, mắc bệnh phổi nên cơ thể lúc nào cũng gầy gò, không làm được việc nặng. Mọi việc trong gia đình đều do cháu gánh vác cả. Cháu nó chết quá oan uổng, chỉ mong là cơ quan điều tra sớm có kết luận để kẻ ác phải chịu hình phạt thích đáng. Bà Hát cũng cho biết thêm, chiều nay thi thể của Hát sẽ được đưa về nhà tang lễ Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để tổ chức tang lễ. Sau đó, gia đình sẽ đưa Hát về an táng tại Nghĩa Trang Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội. Ngày 5 tháng 7, Công an thành phố Hà Nội đang khẩn trương điều tra truy bắt các đối tượng nổ súng làm một cô gái trẻ tử vong tại quận Long Biên. Nạn nhân là TQH sinh năm 2002, chú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, bước đầu xác định được toàn bộ diễn biến vụ việc như sau. Khoảng 19 giờ 30 phút, ngày 2 tháng 7 năm 2024, hát cùng một số bạn dự sinh nhật tại phường Bưởi, quận Tây Hồ. Đến khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, cả nhóm di chuyển về nhà một người bạn tại tổ 3, phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Sau đó, nhóm Vũ Thành Quang, sinh năm 1994, trú tại Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Đinh Xuân Sáng, sinh năm 1984, trú tại Thanh Nguyên, Thanh Liêm, Hà Nam, cũng đến đây chơi. Khi nhóm của Quang Sáng ra về trước, một người trong nhóm của Hát đã có lời nói gây mâu thuẫn với nhóm của Sáng. Về đến nhà sáng, Sáng và Quang nói chuyện với nhau về sự việc trên và tỏ thái độ bực tức rồi gọi cho Nguyễn Xuân Đạt, sinh năm 1991, trú tại cửa đông Hoàn Kiếm, Hà Nội, dù đi đánh nhau với nhóm của Hát. Cả ba lên xe ô tô, mang theo súng, là kiểu súng bắn đạn bi, quay lại quận Long Biên. Khi gặp nhóm của Hát, Sáng bảo là dừng lại nói chuyện, nhưng nhóm Hát bỏ chạy. Sáng điều khiển xe ô tô đuổi theo đến ngõ 264 đường Ngọc Thụy thì gặp xe máy chở hát. Sáng dùng súng bắn về phía nhóm của hát. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn. Hiện tại đối tượng Vũ Thành Quang đã bị bắt. Công an Hà Nội đang khẩn trương truy bắt hai đối tượng còn lại. Chiều ngày mùng 5 tháng 7, công an Hà Nội thông báo kết quả điều tra ban đầu về vụ án cô gái 22 tuổi chú quận Hoàng Kiếm bị bắn tử vong. Theo đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày mùng 3 tháng 7, cô gái cùng một số bạn dự sinh nhật tại phường Bưởi quận Tây Hồ. Đến 1 giờ sáng hôm sau, nhóm cô gái về nhà một người bạn tại phường Thượng Thanh quận Long Biên. Nhóm Vũ Thành Quang 30 tuổi chú quận Hai Bà Trưng và Đinh Xuân Sáng 40 tuổi chú Hà Nam cũng đến đây chơi. Khi Sáng và Quang ra về trước một người trong nhóm cô gái có lời nói gây mâu thuẫn với họ. Về nhà Sáng và Quang rủ Nguyễn Xuân Đạt 33 tuổi chú quận Hoàn Kiếm đi trả đũa. Cả ba lên ô tô mang súng bắn đạn bi quay lại quận Long Biên. Khi gặp nhóm cô gái sáng bảo dừng lại nói chuyện nhưng họ bỏ chạy, sáng lái ô tô đuổi theo đến ngõ 264 đường Ngọc Thụy thì gặp chiếc xe máy chở một cô liền nổ súng bắn đạn bi. Nạn nhân được đưa cấp cứu nhưng đã tử vong. Gia đình cô gái cho biết thời điểm bị bắn cô đi cùng bạn trai nhưng anh này may mắn không trúng đạn. 18 giờ ngày 3 tháng 7 Quang bị bắt tại Nam Định khi đang trên đường trốn vào thành phố Hồ Chí Minh. Tối nay Đạt đã đến Công an Hà Nội đầu thú. Công an Hà Nội đang yêu cầu sáng đầu thú để hưởng khoan hồng. Người dân nếu có thông tin về người này hoặc ô tô Hyundai Accent màu trắng biển kiểm soát 90A18.039 do nhóm này sử dụng để gây án thì cung cấp thông tin cho phòng cảnh sát hình sự công an Hà Nội hoặc qua Facebook công an thành phố Hà Nội. Trưa ngày 5 tháng 7, công an thành phố Hà Nội cho biết đã bắt giữ một nghi phạm trong vụ cô gái 22 tuổi ở Hà Nội bị bán tử vong khi cùng bạn trai đi dự tiệc sinh nhật vào hai ngày trước. Hiện danh tính nghi phạm chưa được công bố. Đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn trên một tuyến đường giao thông ở tỉnh Nam Định. Lực lượng chức năng đã di lý người này về Hà Nội để lấy lời khai, phục vụ điều tra. Lãnh đạo công an thành phố Hà Nội cho biết trên tờ Tuổi Trẻ. Bên cạnh đó, dẫn nguồn tin từ nhà chức trách bước đầu xác định có tất cả 3 nghi phạm liên quan đến vụ án. Cảnh sát đang truy tìm hai người còn lại. Cũng theo nguồn tin của báo trên, mục tiêu của kẻ gây án là bạn trai của nạn nhân, song luồng đạn lại trúng vào cô gái. Trước đó vào dạng sáng ngày 3 tháng 7, một vụ án mạng đã xảy ra tại quận Long Biên, Hà Nội. Nạn nhân được xác định là cô gái tên là H, 22 tuổi, ở phường Hàng Mã, Hoàn Kiếm. Thời điểm đó, H cùng bạn bè đến dự tiệc sinh nhật của một người bạn. Tại bữa tiệc, bạn của H có xảy ra mâu thuẫn với một nhóm khác. Khi nhóm kia rời đi, nhóm của Hát vẫn ngồi lại và tưởng như là mọi chuyện đã êm xuôi. Xong khi Hát cùng bạn trai đi ra ngoài thì bị các đối tượng dùng súng bắn. Nạn nhân bị bắn vào tay, đạn chạy theo cơ bắp tay vào phổi dẫn tới tử vong. Các bác sĩ gắp ra một viên đạn bi sắt từ phổi của nạn nhân. Người thân của hát kể lại với phóng viên báo Thanh niên. Sự ra đi đột ngột của cô gái xấu số khiến gia đình bạn bè vô cùng bàng hoàng. Một người hàng xóm của hát kể với phóng viên báo Phụ nữ Việt Nam rằng gia đình hát có ba mẹ con sống cùng nhau, bình thường hát rất ngoan ngoãn, lễ phép và hiếm khi thấy cô gái đi chơi về muộn. Vào tối hôm trước khi xảy ra vụ việc, Hát có xin mẹ là bà Quy đi dự sinh nhật bạn. Khoảng hơn 5 giờ sáng ngày 3 tháng 7, bà Quy nhận được tin Hát gặp nạn, lúc đầu mọi người chỉ nói là con bị tai nạn đang nằm ở bệnh viện, đến nơi thì thấy chân tay con tím tái, lúc đó tôi mới biết tin là con không qua khỏi do bị trúng đạn. Nói đến đây bà Quy khóc nghẹn, thương xót cô con gái tuổi đời còn quá trẻ và bao ước mơ còn dang dở. Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội phân tích, xét hành vi phạm tội của đối tượng, chỉ vì mâu thuẫn trong tiệc sinh nhật, hung thủ đã chuẩn bị đạn bi bắn trúng nạn nhân hát, khiến thiếu nữ tử vong. Hành vi này đủ cấu thành tội giết người, tội danh và hình phạt được quy định tại điểm N khoản 1, điều 123 Bộ Luật Hình sự. Theo đó, người vi phạm có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù trung thân hoặc tử hình. Ngoài ra, cơ quan điều tra sẽ xem xét hành vi đối tượng sử dụng súng tự chế bắn đạn bi sắt. Đây là loại vũ khí rất nguy hiểm tính mạng khi bắn ở cự ly khoảng cách gần. Luật sư cho hay nếu kết quả giám định đạn bi sắt trên cơ thể nạn nhân được bắn ra từ loại vũ khí tự chế, có tính năng tác dụng như vũ khí quân dụng thì đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ vũ khí quân dụng theo quy định tại Điều 304 Bộ Luật Hình Sự. Cụ thể, người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán, trái phép hoặc là chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự thì bị phạt tù từ 1 năm đến 7 năm.